Phần 1. Tảo khuê. Qua lăng kính hiển vi đã giới thiệu đến các bạn nhóm tảo khuê. Chúng đóng vai trò quan trọng trong sinh vật phù du và đặc biệt là trong tổ chức sinh vật tự dưỡng. Hôm nay, mời các bạn cùng Bình Minh Capital theo dõi tiếp phần 2, tảo lục, để tìm hiểu về ngành tảo lục, một thành phần thực vật phù du không thể thiếu trong thủy vực. Ngành tảo lục là một ngành tảo lớn, phát triển chủ yếu ở nước ngọt. Theo Prescott năm 1969, có khoảng 20.000 loài, phân biệt được so với các tảo khác nhờ màu lục của diệp lục tố. Nhóm tảo lục sống chủ yếu ở nước ngọt với 90% giống loài, phát triển mạnh vào mùa xuân và mùa thu, mùa nóng xuất hiện ít hơn. Vách tế bào là cellulose và pectin, sắc tố chủ yếu là chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll, caroten và astaxanthin. Đa số tảo lục sống tự dưỡng là chính, tuy nhiên cũng có một số ít sống bám, nội sinh, cộng sinh và ký sinh, thường có màu xanh lục hoặc màu xanh lá cây, kích thước rất nhỏ, thường tính bằng micromet, nhưng cũng có loài tảo lục biển đạt đến vài mét, nhóm seaweed. Tế bào tảo có nhiều hình dạng khác nhau, dạng hình cầu, dạng thuông hoặc quả chanh dài, dạng hình trụ ống. Ở một số loài tảo, tế bào có phần cuối thu nhỏ lại hình kim thẳng hoặc cong, dạng trôi nổi tế bào phủ thêm các phụ bộ như lông cứng hay gai, hay dạng tập đoàn cử động được nhờ chiên mao. Trong nuôi trồng thủy sản, tảo lục góp một phần quan trọng trong việc bổ sung chất hữu cơ, là nguồn thức ăn và là nguồn cung cấp oxy cho thủy vực. Hiện nay, tảo Laurella, Nanochloropsis, Dunaliella được nghiên cứu để ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản. Chlorella là tế bào dạng hình cầu, đường kính không quá 15 micromet. Chlorella SB có thành phần dinh dưỡng cao với 48,2% protein, 15% carbonhydrate và 12,3% lipid trên tổng trọng lượng khô. Chúng thích nghi tốt và phân bố rộng, là đối tượng chính được nuôi trồng để thu sinh khối. Chlorella giàu hàm lượng axit béo không no, là yếu tố dinh dưỡng không thể thiếu. Việc bổ sung chlorella giúp duy trì chất lượng nước và tạo quần thể lông trùng, động vật phiêu sinh khác làm thức ăn trong mương nuôi ấu trùng tôm cá và thân mềm hay mảnh vỏ như sò, hào, trai. Trong quá trình sản xuất cua giống, nếu có bổ sung chlorella trong quá trình ương thì tỷ lệ sống của cua sẽ tăng lên, theo Brick năm 1974. Ngoài vai trò là thức ăn cho một số động vật thủy sản, tảo chlorella được chiết xuất chất kháng sinh chlorellin, diệt một số vi khuẩn gram âm và gram dương. Bên cạnh tảo chlorella, tảo Nanochloropsis cũng không kém phần quan trọng trong ngành tảo lục. Nanochloropsis có dạng hình cầu nhỏ, không di động và có đường kính khoảng 2-3 micromet. Nanochloropsis SB có hàm lượng dinh dưỡng cao với 47,5% protein, 28,7% carbonhydrate và 9,2% lipid trên tổng trọng lượng khô. Các đánh giá dinh dưỡng cho thấy thức ăn chứa tảo Nanochloropsis giúp vật nuôi thủy sản cải thiện rõ rệt tăng trưởng, tỷ lệ sống và đặc biệt là hàm lượng omega 3. Hiện nay, Nanochloropsis chủ yếu được sử dụng làm nguồn thức ăn giàu năng lượng cho ấu trùng cá và lông trùng. Ngoài tảo chlorella, Nanochloropsis, Dunaliella là nhóm tảo thuộc ngành tảo lục đóng vai trò quan trọng trong mương nuôi thủy sản. Dunaliella thường phát triển ở các ao, hồ, ruộng muối có độ mặn từ 0-50 phần ngàn và đến khoảng 350 phần ngàn. Dunaliella SB có hàm lượng carbohydrate, protein, chất béo và carotenoid lần lượt là 24,2, 19,5, 7,2, 4,15% trên trọng lượng khô, với kích thước thay đổi từ 5-25 micromet chiều dài và từ 3-13 micromet chiều rộng. Dunaliella còn chứa các sắc tố carotenoid, vì vậy việc thêm tảo Dunaliella vào chế độ ăn cũng cho thấy cải thiện đáng kể tình trạng tăng sắc tố đỏ trong cơ thịt tôm. Qua phần 2, tảo lục qua lăng kính hiển vi giúp chúng ta hiểu hơn về tảo lục. Tảo lục mang lại nhiều lợi ích trong nuôi trồng thủy sản như cân bằng hệ sinh thái, cung cấp oxy và đồng thời cũng là nguồn thức ăn tự nhiên giàu dưỡng chất cho động vật thủy sinh. Một số giống tảo lục chứa thành phần dinh dưỡng cao như chlorella, Nanochloropsis và Dunaliella đã và đang được nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi trong nuôi trồng thủy hải sản cũng như trong đời sống. Bên cạnh nhóm tảo khuê và tảo lục có lợi, còn có một số nhóm tảo tác động đến môi trường và nuôi trồng thủy sản. Mời các bạn theo dõi phần tiếp theo để cùng Bình Minh Capital tìm hiểu thêm về các nhóm tảo khác trong thủy vực. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ 1900 866 636. Xin cảm ơn bà con.